Miss Grand 2014 vỗ mặt khán giả Việt Nam, tuyên bố không cần 2 triệu follow, quan trọng thái độ. Cựu Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2014 Darayne Lesgasia cho rằng những khán giả bỏ theo dõi tổ chức Miss Grand là những người mà họ không cần. Với cô, một fan sắc đẹp chân chính là biết chấp nhận kết quả dù quốc gia mình có chiến thắng hay không. Cuộc thi Hoa hậu nhiều drama nhất chính thức gọi tên Miss Grand International. Mặc dù tự tin với tuyên ngôn hòa bình, xóa bỏ bạo lực, tuy nhiên cách mà Miss Grand tiếp cận công chúng lại gây phản ứng trái chiều. Cụ thể, sau đêm chung kết tối 25 tháng 10, điều làm mọi người quan tâm không phải là nhan sắc tân hoa hậu, mà là Việt Nam on thỏi top 10. Với những gì Đoàn Thiên Ân thể hiện, khán giả khẳng định chân dài dư sức đá văng Indonesia, Thái Lan, Campuchia để có vị trí xứng đáng hơn. Phẫn nộ vì kết quả thiếu công bằng, fan Việt đã tuyên chiến với Mr. Nawaz, CEO Miss Grand, bằng cách đồng loạt hủy follow. Chỉ trong một đêm, tổ chức Hoa hậu Hòa bình quốc tế đã mất gần 2 triệu lượt theo dõi, cùng với đó là hàng nghìn bình luận chỉ trích. Đối diện với khán giả Việt Nam, Mr. Nawaz cho rằng việc loại Đoàn Thiên Ân ra khỏi top 10 là điều hoàn toàn chính xác. Chưa dừng lại ở đó, CEO gốc Thái Lan còn gây sốc khi chê bai ngoại hình, nói đại diện Việt Nam xấu hơn cả Lào, Malaysia, Ấn Độ. Ông Nawaz còn cảnh báo hành động của fan Việt Nam sẽ làm ảnh hưởng đến Nguyễn Thúc Thủy Tiên, người mà ông đưa lên ngôi vị Hoa hậu năm 2021. Rất công bằng, nếu Việt Nam vào top 10 thì mới là không công bằng đó. Ok, Hoa hậu của các bạn có chất lượng hay không mà nói muốn công bằng. Với ban giám khảo, không có vị trí nào cho cô ấy. Tôi đã cố gắng đưa vào top 20 rồi. Cô ấy rất chậm chạp trong suốt quá trình thi. Nếu muốn hỏi thì tôi sẽ nói, nhưng phải chấp nhận và lắng nghe. Chúng tôi là cuộc thi công bằng, tại sao phải chiều lòng các bạn? Bạn đã có Hoa hậu năm ngoái rồi, nếu bạn làm, viết, nói những điều không hay thì bạn đang nói điều đó với Hoa hậu của bạn. Tôi đưa Hoa hậu của bạn đi khắp thế giới để mọi người yêu mến Hoa hậu đất nước của bạn. Tôi đi khắp nơi quảng bá Việt Nam, Hoa hậu Thủy Tiên để mọi người thích và yêu mến cô ấy. Nhưng tối hôm qua, hành động của bạn đã ảnh hưởng đến đất nước và Hoa hậu của bạn. Tôi chẳng sao cả, tôi chẳng quan tâm đến lượt theo dõi. Ok, nào quá bức xúc đáp trả. Sau khi Nawaz lên tiếng, mới đây con gái cưng của ông ấy cũng công khai chỉ trích khán giả Việt Nam. Cụ thể, trong video chia sẻ trên Instagram, cựu Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2014 Darayne Lesgasia tuyên bố thẳng thừng. Cô nói những người bỏ theo dõi tổ chức Miss Grand là những người mà họ không cần thiết. Tổ chức Miss Grand thích những khán giả trung thành, có thái độ tốt dù đại diện nước mình có chiến thắng hay không. Thế nhưng câu trả lời này lại một lần nữa vấp phải sự phản đối. Netizen cho rằng thay vì bài xích hùa theo Nawaz để phân chia bè phái, Darayne Lesgasia nên kêu gọi mọi người bình tĩnh, giải quyết câu chuyện theo hướng ôn hòa. Đó mới là sứ mệnh cao cả của một hoa hậu hòa bình. Ngoài ra, khán giả Việt Nam cũng nhấn mạnh nguyên nhân khiến họ chỉ trích không phải vì Thiên Ân out top. Điều họ cần là một sân chơi công bằng chứ không phải livestream hạ bệ Thiên Ân như cách mà Mr. Nawaz đang làm. Không sao cả, nói chung cũng chỉ là một cuộc thi thôi, sẽ có người nhận giải thưởng và sẽ có người không được nhận giải gì hết ở lần này. Điều quan trọng nhất là một thái độ tốt. Những yêu các cuộc thi Hoa hậu là những người có tinh thần thi đấu và là người hạnh phúc dù cho bất kỳ ai chiến thắng, dù cho họ có cổ vũ cho chính đất nước mình. Đó chính là những người nên về phe Miss Grand International. Vậy nên mấy bạn mà hủy theo dõi chỉ vì đại diện của họ không vào top là những người mà chúng tôi không muốn theo dõi họ. Darayne Lesgasia trực tiếp nhắn nhủ khán giả Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi, năm 2023, Việt Nam sẽ chính thức đăng cai mùa giải Miss Grand. Vì vậy, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam bà Phạm Kim Dung cũng khuyên netizen ngừng hành động hủy follow để giữ mối quan hệ hữu nghị. Dung nghĩ chúng ta không nên hủy follow Miss Grand International vì chúng ta cũng từng có. Thùy Tiên đạt Hoa hậu tại cuộc thi và chúng ta cũng có những giải thưởng khác. Dù Dung cũng buồn, nhưng Dung nghĩ không nên vì tức giận mà làm như vậy.